Các bạn thân mến, khách sạn Gen Hotel là một khách sạn nằm ngay cạnh một con đường khá là tắc. Đây chính là đặc sản của Manila. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ di chuyển trên con đường này một cách thông thoáng mỗi khi tập luyện hay thi đấu về. Và các bạn có thể nhìn thấy là khách sạn Gen Hotel này có một ở bề ngoài rất là dễ nhận biết. Đặc biệt là cái trần nhà của Gen Hotel này không quá cao so với rất nhiều khách sạn khác. Điều đặc biệt là khách sạn Gen Hotel này là một khách sạn 4 sao, có rất nhiều tiện ích ở đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào, nhưng trước tiên bước vào thì chúng ta phải qua một cái cổng gọi là cổng an ninh để kiểm tra đồ đạc. Đây là một sự nghiêm ngặt cần thiết đối với tất cả những khách ở đây. Và hy vọng rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có một sự an ninh thật sự đảm bảo tại Gen Hotel. Cảm nhận đầu tiên của tôi ở khách sạn này đó là bước vào một không gian rất là Noel, ngập tràn. Các bạn có thể nhìn thấy ngay bên cạnh tôi đây chính là những hình ảnh rất Noel các bạn ạ. Thực sự là không có một dấu hiệu nào đó của một cái banner hay là một cái thông tin nào đó về SEA Games. Các bạn thân mến, cờ Việt Nam, một điều rất tuyệt vời, cờ Việt Nam. Chúng ta có rất nhiều lá cờ Đông Nam Á ở đây. Chúng ta có cờ Philippines, có cờ của Indonesia, đúng không ạ? Nước chủ nhà, Đông Timor. Đấy, và đây, Lào, cờ của đội tuyển Lào. Rồi, đây là cờ Indo. Đúng không nhỉ? Đó. Và đây là lá cờ của Việt Nam.